Để đảm bảo cho tài xế shipper hoạt động giao hàng tránh nguy cơ xâm nhập dịch bệnh, nhiều tỉnh tại đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng đã bố trí tiêm vaccine phòng COVID-19. Xác định đây là đối tượng nguy cơ cao, nhất là những trường hợp đi thường xuyên, di chuyển nhiều địa bàn, tài xế luồng xanh. Sóc Trăng vẫn đang là địa phương dẫn đầu đồng bằng sông Cửu Long về việc tiêm vaccine cho tài xế, với trên 1.800 liều. Còn theo Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Long, số lượng lái xe vận tải hàng hóa đã được tiêm vaccine đợt 1 là 520 lái xe, trong tổng số là 819 lái xe đã đăng ký danh sách tiêm. Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Long đã đề xuất với Sở Y tế xem xét tiêm vaccine đợt 2 cho 1.289 lái xe, cả vận tải hàng hóa và vận tải hành khách, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục bổ sung danh sách tiêm.